bộ phim được đánh giá gay cấn nhất 2023 vừa ra mắt rồi đây. Chiếc khăn lụa của chủ tịch tài phiệt rơi xuống hồ, nhưng chỉ có một người bất chấp nước lạnh lao xuống vớt chiếc khăn lụa. Cô ấy là Hoàng Đô Hy, người có biệt tài thao túng tâm lý như cậu út nhà tài phiệt. Bởi vì Đô Hy biết thứ mà các gia đình tài phiệt này cần, đó chính là sự trung thành tuyệt đối như những chú chó. Vì sự tinh quái này, Đô Hy được nhà tài phiệt trọng dụng. Trong 10 năm, Đô Hy dùng tài năng của mình giúp tập đoàn tài phiệt Unsung trở thành số 1 cả nước. Càng ngày tài năng thao túng của Đô Hy càng siêu đỉnh. Ví dụ như việc người kế thừa tập đoàn mắc chứng rối loạn lưỡng cực, cô ta thường xuyên đánh đập chửi mắng nhân viên. Không may những video này bị phát tán trên mạng, có thể nói là một bê bối cực lớn của tập đoàn. Vậy mà Đô Hy chỉ đơn giản làm 3 việc, không những giải quyết hết những rắc rối của công ty, thậm chí còn tăng doanh số bán hàng lên gấp 10 lần. Đầu tiên, Đô Hy thuê một phóng viên chụp ảnh giày khăn lụa và túi sách của giám đốc, sau đó chụp ảnh đỉnh đầu hói khi giám đốc cúi đầu xin lỗi, tiếp theo lại thuê người ném trứng thối từ trong đám đông. Giám đốc trở thành người bị hại được đưa vào trong an toàn. Đô Hy đưa giám đốc vào phòng bí mật, giả tạo hình giám đốc sử dụng máy phát sữa để lấy sữa cho con. Đô Hy thuê các phóng viên viết tin như thế này: giám đốc vừa sinh con chưa đầy 2 tháng đã cố làm việc, áp lực công việc khiến giám đốc bị rụng cả tóc, thêm vào việc trầm cảm sau sinh, vì vậy nên mắc bệnh tâm lý rất là tội nghiệp. Nhưng cô ấy vẫn cố dùng dụng cụ để vắt sữa cho con. Tin tức được đăng lên dễ dàng dẫn dắt dư luận. Bức ảnh giám đốc cho con bú lên xu hướng tìm kiếm, dễ dàng gây được thiện cảm của cư dân mạng. Khi mức độ nổi tiếng lên đến đỉnh điểm, một bài đăng với trang phục giám đốc trước đó lập tức lọt top. Nhân cơ hội tập đoàn liền bán các sản phẩm này, lập tức doanh số tăng gấp 10 lần, cháy hàng hết veo. Nhưng sự trung thành mù quáng của cô khiến không ít dân nghèo bị hại. Bên cạnh đó luôn có một người chống lại tập đoàn tài phiệt, chính là luật sư sung súc chuyên bào chữa cho công dân nghèo. Cô tổ chức biểu tình yêu cầu tập đoàn thu hồi quyết định sa thải nữ công nhân để ngăn chặn sự trả đũa của tập đoàn. Hàng ngày luật sư phải sống trên nóc của tòa nhà 7-8 tầng. Càng ngày luật sư càng biểu tình nhiều khiến chủ tịch sôi máu vô cùng. Thậm chí sung súc còn livestream trực tiếp so sánh chiếc giày mà chủ tịch tập đoàn sử dụng, giá còn cao hơn lương tháng của công nhân nhiều lần, khiến làn sóng biểu tình càng ngày càng diễn ra mạnh hơn. Đô Hy đích thân đến gặp luật sư thuyết phục, nhưng vì sung súc quá chính trực liêm minh, Đô Hy dù có cưỡng bức hay hối lộ cũng không có tác dụng, thậm chí còn bị luật sư hất cho một xô nước tiểu tích tụ lâu ngày. Cuối cùng Đô Hy không còn lựa chọn nào, đành làm theo lệnh của chủ tịch, cử người bí mật đẩy luật sư sung súc ngã khỏi tầng thượng tòa nhà. Vào thời điểm quan trọng này, chồng của giám đốc về nước. Hắn ta là Sơ Lôn, kẻ đều cáng vô cùng. Trên xe, Đô Hy vô tình thấy tay áo Sơ Lôn bị mất một chiếc cúc. Vì vậy, cô đã rất tức giận với nữ thư ký đi cùng anh ta. Ngay khi vừa về nhà, Sơ Lôn đã bị vợ tấn công dữ dội. Nữ giám đốc mắng chồng là kẻ lừa dối. Chính anh đã biến mình thành người phụ nữ điên loạn. Khi Đô Hy giúp Sơ Lôn xử lý vết thương, hắn ta nói rằng mình đang bị đe dọa và nhờ Đô Hy giúp đỡ. Anh ta đưa bản ghi lại cuộc trò chuyện ra. Bên trong là đoạn tin nhắn trong thời gian công tác. Nữ thư ký có hành vi dụ dỗ Sơ Lôn, nhưng sau nhiều lần thổ lộ tình cảm vẫn bị Sơ Lôn chối từ. Vì vậy cô ta nuôi lòng oán hận, tuyên bố sẽ báo cảnh sát về việc Sơ Lôn xâm phạm mình. Đô Hy không chọn tin ngay mà xác nhận lại tính xác thực. Anh đã vượt qua giới hạn cuối cùng chưa? Tôi lấy mạng sống của con gái mình ra đảm bảo. Nghe tới đây Đô Hy cảm thấy an tâm. Hôm sau cô đã gọi điện hẹn nữ thư ký. Ai ngờ thư ký khóc lóc thảm hại. Những gì cô mô tả hoàn toàn trái ngược với Sơ Lôn. Thư ký nói tối hôm đó Sơ Lôn muốn ăn mì gói. Khi cô mang vào lại bị anh ta xâm phạm mình, nhưng Đô Hy đã biết trước kế hoạch của thư ký nên không tin, trực tiếp đưa đoạn ghi lại cuộc trò chuyện cho cô ấy. Thư ký nói không phải tin nhắn của mình. Đô Hy vẫn không tin, còn đưa bằng chứng thư ký từng là nhân viên quán bar, bây giờ lại dám dùng thủ đoạn để quyến rũ ông chủ của mình. Trước những bằng chứng thuyết phục, mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Có cần tôi kiện cô tội quấy rối vu oan không hả? Đối mặt với người mạnh mẽ và tài giỏi như Đô Hy, thư ký chỉ có thể quỳ xuống van xin vô cùng đau khổ. Với tư cách là người giải quyết vấn đề của tập đoàn, Đô Hy những tưởng mình đã một lần nữa giúp công ty tháo gỡ chướng ngại, không ngờ rằng đây sẽ là việc cô ân hận cả đời. Đô Hy vừa bước ra khỏi tòa nhà thì một tiếng bùm vang lên. Thư ký không chịu được uất ức đã chọn cái chớp, trên tay rơi ra chiếc cúc áo của tên đều cáng Sơ Lôn. Nhìn chiếc cúc áo, Đô Hy chợt hiểu ra chuyện về văn phòng. Đô Hy đọc email mà cô gửi cho chính mình trước khi chớp. Hóa ra gia đình thư ký không giàu có gì, cô làm việc trong quán bar chỉ để kiếm tiền đóng học phí. Để chứng minh mình vô tội, cô gái thậm chí còn trả giá bằng cả mạng sống. Nhìn vào chiếc cúc áo thư ký cầm trên tay, Đô Hy liền nhớ tới cúc áo mà tên đều cáng Sơ Lôn đã mất. Ngay lập tức cô nhận ra rằng mình đã bị Sơ Lôn lừa. Đô Hy lập tức cầm chiếc cúc áo đến hỏi Sơ Lôn chuyện gì đã xảy ra, nhưng tên con rể nhà tài phiệt vẫn tỏ vẻ mặt vô tội. Vì vậy Đô Hy lừa rằng mình cần kiểm tra lại tin nhắn để xử lý thêm vấn đề khác. Sơ Lôn đưa điện thoại chứa tin nhắn cho cô. Đô Hy rất thông minh gọi vào số điện thoại của thư ký. Bất ngờ tiếng nhạc chuông vang lên ngay trong căn phòng. Chiếc điện thoại đó nằm ngay trong áo Sơ Lôn. Thấy đã bại lộ, Sơ Lôn cũng không giả vờ nữa, thừa nhận tất cả là bản kịch do anh ta tạo diễn. Không những biến bản thân trở nên trong sạch mà còn đổ tội cho cô gái kia, Sơ Lôn đúng là một con sói hung dữ đội lốt người. Tất cả phụ nữ chỉ là đồ chơi trong mắt anh ta, ai vâng lời sẽ bị anh ta lợi dụng, ai không vâng lời sẽ bị tra tấn và giết chết tàn nhẫn. Anh ta còn nhân tiện đổ hết tội này lên đầu Đô Hy.
Nói rằng mọi chuyện mà lộ ra thì chính Do Hee sẽ phải chịu tội. Chẳng phải cô là người cuối cùng đi gặp cô ta trước cái chết hay sao? Do Hee không ngờ được rằng, Seo Lon mặt ngoài ngây thơ nhưng bên trong lại là bể phốt. Bản thân cô là người vẫn luôn dọn dẹp chướng ngại cho công ty, nhưng vào lúc này cũng không thể chấp nhận được nữa. Đặc biệt là sau cái chết của cô thư ký đã quỳ gối cầu xin mình minh oan. Do Hee ngồi ôm lan can nơi thư ký nhảy xuống đêm hôm đó. Chợt nhớ ra nữ luật sư cũng đang gặp nguy hiểm. Cô lập tức gọi điện cho cấp dưới, yêu cầu cậu ta dừng việc ám sát nữ luật sư lại ngay. Ai ngờ đang nói nửa câu thì con gái nhà tài phiệt cướp máy, bởi bà ta đã cử sát thủ đang tiến hành kế hoạch. Bọn chúng xuống xe có tới mười mấy người, để tránh camera chúng đi cầu thang bộ. Em trai của luật sư cảm thấy nguy hiểm cũng theo vào trong. Nữ luật sư bên trên không hề hay biết, bất ngờ thấy mười mấy người đàn ông đã đến phía sau. Chúng hùng hổ tiến tới muốn đẩy cô khỏi tầng thượng. Vào lúc nguy cấp khi luật sư cận kề cái chết, Do Hee kịp chạy tới nơi kêu đám sát thủ dừng tay. Không ngờ bọn chúng mặc kệ Do Hee đứng giữa, vẫn cầm dùi cui xông lên đạp bay luật sư rơi khỏi tòa nhà. Luật sư sung súc rơi xuống, cũng may em trai bố trí đệm hơi đỡ dưới nên vẫn còn sống được. Vụ việc này làm cho luật sư được ủng hộ nhiều hơn, do đó làn sóng chống tài phiệt được lan rộng. Người dân công khai đập phá sản phẩm mà tập đoàn sản xuất, vì vậy thị trưởng thành phố cũng quay lưng lại với họ, ngừng cấp phép cho họ xây trung tâm thương mại Seoul. Bà chủ tịch tức giận gọi các con đến mắng cho một trận. Do Hee nghỉ ốm một cái là không ai biết xử lý việc gì. Con rể Seo Lon thấy vậy chĩa mõm nói đã có cách. Trước mắt chi bằng nhận lại hết công nhân đã sa thải cho người ta khỏi biểu tình. Nghe tới đây chủ tịch đuổi hết đám con gái ra. Hai đứa con gái thay vì giúp mẹ lại đi đánh nhau tranh quyền thừa kế. Chị cả còn đe dọa sẽ hạ gục em út tóc xoăn. Bên trong con rể cũng không vòng vo nữa. Hắn trực tiếp đề nghị chủ tịch giúp hắn lên làm thị trưởng. Chỉ như vậy thì công việc kinh doanh của tập đoàn không bị cản trở nữa. Bà tài phiệt tuy nhìn thấy dã tâm cực lớn của Seo Lon, nhưng vì có lợi cho tập đoàn nên rất đồng ý. Seo Lon thấy vậy mừng vô cùng, không ngờ bà tài phiệt đến bạt tay hắn một cái. Hóa ra bà ta đã biết thừa con rể mình đã bắp diêm thư ký. Cũng vì chuyện này mà thư ký đã mất mạng, nhưng dù sao bà tài phiệt vẫn tha thứ cho Seo Lon vì lợi ích của tập đoàn. Ngay sau đó bà tài phiệt của thư ký Oh đến gặp luật sư, hứa sẽ nhận lại tất cả công nhân và làm việc miễn là luật sư không kiện họ nữa. Vậy là mọi việc tạm ổn thỏa. Bên này khi Do Hee tại đám tang của thư ký, tên Seo Lon mặt dày vẫn đến viếng tang, còn nói những lời mật ngọt với cả gia đình tang quyến. Sự bị ổi của hắn khiến Do Hee căm phẫn vô cùng. Lát sau Seo Lon về nhà tiếp tục dụ dỗ thư ký Oh. Thư ký Oh vừa vì tham vọng vừa vì sợ mà quyết định trao thân cho tên đểu này. Phía bà chủ tịch vì để bắt đầu kế hoạch man dợ đưa con rể lên làm thị trưởng, việc cần làm đầu tiên là hạ bệ tên thị trưởng đương chức. Trước tiên cho chụp lén trang sức của vợ thị trưởng, rồi đăng báo chí dây chuyền đó hàng hiệu triệu đô. Bước thứ hai thuê người nổi tiếng livestream bình luận chuyện này lên mạng xã hội. Bước thứ ba nhờ người lôi kéo con trai thị trưởng dùng tiệc ma tóe, sau đó chụp ảnh và đăng lên mạng. Liên tục các bê bối khiến các thị trưởng Seoul hoảng loạn vô cùng. Cuối cùng đành họp báo tuyên bố từ chức. Kể từ đây cuộc tranh cử cho chức thị trưởng chính thức bắt đầu. Trước tiên Seo Lon ra mặt tiếp nhận việc làm cho các công nhân sa thải trước đó. Việc này cực kỳ tạo được uy tín với cánh truyền thông. Hơn nữa lại thu phục được kẻ thù là luật sư sung súc ủng hộ anh ta vào tập đoàn. Các công nhân lấy được việc làm cũng vô cùng ủng hộ tên giả tạo này. Để chắc chắn việc tranh cử cho con rể thành công, hôm sau bà chủ tịch hẹn Do Hee ra ngoài nói chuyện. Bà ta nói tuy Seo Lon đã hại chết người, nhưng anh ta là người quan trọng. Điều cấp thiết bây giờ là đưa Seo Lon chức thị trưởng thành phố. Đừng để một con kiến phá hỏng kế hoạch của mình. Do Hee nói Seo Lon đầu óc xấu xa như vậy, nếu có được quyền lực nhất định sẽ càng thêm vô liêm sỉ, thậm chí cuối cùng sẽ cắn trả chủ nhân của mình. Ai ngờ cô chưa nói xong chủ tịch đã bắn súng, yêu cầu Do Hee quỳ xuống xin lỗi Seo Lon, đồng thời yêu cầu cô ngoan ngoãn hỗ trợ Seo Lon tranh cử thị trưởng. Mặc dù rất sợ hãi trước hai phát súng, nhưng khi nhìn con chó săn của chủ tịch cô thấy được bản thân mình. Cuối cùng Do Hee can đảm nói từ chối, tôi không thể nghe theo mệnh lệnh bà nữa. Nói rồi quay người rời đi còn ném chiếc khăn lụa do chủ tịch tặng xuống đất. Quả nhiên Do Hee bị sa thải ngay khi trở về công ty, còn thư ký Oh lập tức được phong lên chức thay thế. Cô ta được đà khinh thường và chửi mắng Do Hee, còn lấy ra cây bút ghi âm cuộc nói chuyện của Do Hee và cô thư ký đã chết. Đe dọa nếu Do Hee không ngoan cô ta sẽ công bố tin này. Khi đó Do Hee sẽ bị coi là gián tiếp gây ra cái chết của cô thư ký trước. Do Hee tức giận bạt tai thư ký Oh, còn nói phục vụ cho lũ rắn độc sẽ sớm nhận quả báo. Do Hee hôm đó bị đuổi việc trở về với hai bàn tay trắng. Nhưng đám tài phiệt không chỉ lấy lại tất cả của Do Hee, chúng còn muốn dồn Do Hee vào tới chỗ chết. Quả nhiên người bố đang nằm viện của Do Hee cũng ảnh hưởng. Hai ngày nữa việc ghép thận của bố cũng đã bị hủy. Bác sĩ nói chủ tịch tài phiệt đã bỏ tiền ép người ta hủy bỏ hiến thận, quá bất lực. Do Hee chỉ còn biết tìm đến chủ tịch cầu xin bà ta tha cho bố mình. Nhưng bà chủ tịch tài phiệt cực kỳ dã man. Con mụ yêu cầu Do Hee hãy về chuẩn bị tang lễ cho bố của mình. Lúc đó bà ta sẽ gửi một vòng hoa như một lời chúc phúc. Do Hee không ngờ rằng bao năm trung thành của mình giờ lại được đền đáp bằng sự dã man như vậy. Nhìn rõ bộ mặt bẩn thỉu của những kẻ tài phiệt, Do Hee tuyên bố tôi sẽ cướp đi tất cả những thứ yêu thích của bà. Tôi sẽ nghiền nát và phá hủy tất cả mọi thứ mà bà đã gây dựng. Hai người phụ nữ cực kỳ giỏi tuyên chiến với nhau.
Kể từ đây, cao trào của bộ phim được đẩy lên mức cao nhất. Đô Hi với biệt tài thao túng tâm lý bắt đầu báo thù. Cô quỳ xuống thể trước cho cốt của thư ký đã chết. Nhất định cô sẽ hạ bệ tập đoàn tài phiệt đều cáng này. Phía con rể Seolun bắt đầu chiến dịch tranh cử, nhờ tài ăn nói và tài giả tạo. Hắn liên tục giành được sự ủng hộ nhiệt tình của những người dân. Cùng lúc này, Do Hee cũng bắt đầu chiến dịch báo thù. Trước tiên cô tìm gặp đối thủ cũ của mình là luật sư Sung Suk. Cô muốn giúp luật sư trở thành thị trưởng, bởi đây là người tốt duy nhất mà Do Hee tin tưởng. Nhưng ai ngờ được bây giờ luật sư đã bị Seolun thu phục, không thèm tiếp chuyện và đóng cửa đuổi Do Hee về. Vì danh tiếng của luật sư Sung Suk trong tầng lớp lao động là cực kỳ lớn. Seolun lợi dụng In Bang Joon cùng cô để vận động tranh cử. Anh ta cam kết giúp người dân xây dựng lại khu chợ. Do Hee nói với luật sư Sung Suk rằng việc xây dựng lại khu chợ là giả. Khi mọi người đồng ý giao đất cho hắn ta, tất cả sẽ bị lừa. Sớm muộn sẽ có ngân hàng đến cho mọi người vay lãi suất thấp. Còn nói khu chợ sẽ cực kỳ hot để dụ mọi người ký hợp đồng. Luật sư nghe xong không tin, tức giận mắng Do Hee có phải thầy bói đâu mà biết trước. Ai ngờ mọi việc diễn ra theo đúng lời nói của Do Hee. Ngân hàng đến dụ dỗ mọi người ký hợp đồng ầm ầm. Luật sư trông thấy liền nhớ lại lời nói của Do Hee. Mọi thứ đang theo đúng kịch bản mà Do Hee mô tả. Hóa ra kịch bản thâu tóm khu chợ này chính là của Do Hee viết ra. Tài phiệt hứa sẽ xây dựng khu chợ mới cho nhân dân, nhưng thực chất đó là làm giàu cho các kiosk của tập đoàn. Cuối cùng kết cục của người dân sẽ trở thành con nợ cho họ. Chi tiết của kế hoạch nằm trong ổ USB Do Hee đưa cho luật sư. Sung Suk cắm USB mở lên, quả nhiên bên trong có kịch bản như vậy. Thậm chí còn có cả kế hoạch hạ bệ thị trưởng trước đó. Đúng lúc này Do Hee bước vào. Cô nói ý định của Seolun là dựa vào danh tiếng của luật sư trong giới công nhân để tiến vào thị trường đấy mà các ứng cử viên khác coi thường. Những người dân ở đây đang điên cuồng ký hợp đồng với hắn. Đương nhiên là do họ tin tưởng luật sư, vì vậy sau này họ bị lừa thì luật sư cũng sẽ khốn khổ. Luật sư Sung Suk biết vậy nhưng vẫn mặc kệ. Dù sao tôi cũng không muốn đối đầu với bà chủ tịch kia. Sung Suk mặc kệ Do Hee rồi bỏ về. Hết cách, Do Hee vội nói chúng đã giết người. Trong cơn tuyệt vọng, Do Hee đã tiết lộ vụ bê bối cô thư ký bị ép chết. Hôm sau, Sung Suk được mời tham gia bữa tiệc vận động của Seolun để xác nhận lời nói của nữ chính là thật. Sung Suk đề cập đến tên người thư ký nhảy lầu trước mặt Seolun. Hắn ta tái mặt khi nghe chuyện này, nhưng Seolun lại đe dọa sẽ đổi việc công nhân nếu luật sư không hợp tác. Hắn cố tình bắt tay luật sư, sau đó lại gọi các phóng viên chú ý rồi làm về hai người hợp tác. Thấy con người của Seolun quá đều, Sung Suk điên tiết tuyên bố trước truyền thông: "Tôi không ủng hộ chiến dịch Seolun tranh cử, người như anh ta không thể làm thị trưởng được." Thế là một phóng viên hỏi liệu bà có ý định tranh cử hay không. "Chỉ cần có thể ngăn cản được anh ta thì việc gì tôi cũng có thể làm. Tôi sẽ tham gia ứng cử thị trưởng Seoul." Cảnh tượng này đột nhiên hỗn loạn vô cùng. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Seolun, luật sư Sung Suk và Do Hee ngang nhiên bước đi như kẻ khiêu chiến. Vậy là cuộc phản công chính thức bắt đầu. Ai ngờ hôm sau người dân tập trung đến phản đối. Họ ngu ngốc tin theo kế hoạch lừa đảo của Seolun nên đến đe dọa luật sư. Bên trong luật sư sợ hãi cuống cuồng. Cô giúp vội vào chăn không muốn tranh cử nữa. Nhưng vì chuyện này đã trở thành hot trên báo chí, Seolun về nhà bị mẹ vợ tài phiệt mắng cho một trận. Con vợ cay cú đến ỉa ra quần. Hắn ta lập tức ra lệnh cho thư ký Oh tìm mọi cách tiêu diệt nữ chính Do Hee hộ bố mày cái. Nếu không đừng có trách tao nhẫn tâm. Bên này nhờ có Do Hee làm quân sư cho luật sư Sung Suk. Cô nhờ luôn em trai của Sung Suk hỗ trợ chị gái mình. Không ngờ lúc mấy người nói chuyện, sát thủ của nhà tài phiệt đã chờ sẵn bên ngoài. Quả nhiên khi ba người chia tay nhau, sát thủ đã tăng ga muốn đâm Do Hee phía trước. Cũng may em trai kịp gọi giúp Do Hee chỉ bị đâm trượt vào hông. Em trai điên tiết đuổi theo bọn chúng. Anh lao người vào xe vỡ kính khiến chúng dừng lại. Ai ngờ ba thằng xông ra đánh cho cậu em trai nhiều đòn. Chúng đập ngất cậu rồi vứt cậu nằm trong bãi rác. Cũng may cậu kịp thời giật được một tấm thẻ nhân viên của đám này. Tấm thẻ cho thấy chúng là bảo vệ của tập đoàn tài phiệt Unsung. Nhìn Do Hee nằm trên giường bệnh, luật sư giờ đây cũng quyết tâm hết sức để đối đầu với tập đoàn. Ai ngờ khi cô về nhà nói chuyện với chồng con, người con trai lại nhất mực phản đối mẹ. Bên này thư ký Oh nói tuy nhiệm vụ ám sát Do Hee thất bại, nhưng tôi tin rằng như vậy cũng đủ làm cô ta sợ rồi. Ai mà biết được, Do Hee vô cùng cứng đầu cứng cổ. Để chính thức tuyên chiến với Seolun thêm phần kịch tính, Do Hee chỉ đạo Sung Suk trực tiếp vận động tranh cử trước tòa nhà tập đoàn Unsung. Cuộc vận động diễn ra vô cùng hoành tráng, tầng lớp lao động và công nhân ủng hộ rất nhiều, khiến bà chủ tịch tức dẫn đến nghiến răng nghiến lợi. Cô con gái thì cay cú đến ỉa ra quần. Phía khác, ta có ứng cử viên Seolmin cũng đang vận động tranh cử. Thành viên đến từ đảng cải cách này đang là người có tỷ lệ ủng hộ cao nhất, trong khi luật sư Sung Suk không có đảng phái nào. Vì vậy mà tỷ lệ ủng hộ hiện tại đang là thấp nhất. Nhưng bù lại cô lại có quân sư Do Hee tuyệt trí như là khổng minh. Do Hee nói chỉ có 3 yếu tố cạnh tranh chính trong cuộc bầu cử, đó là tiền, nhân lực và sự nổi tiếng. So ba thứ này với đối thủ họ đều đang thua rất nhiều. Vì vậy cách tốt nhất để chiến thắng là lật đổ ứng cử viên đứng đầu Seolmin, sau đó thay thế vị trí bà ta trong đảng cải cách. Chỉ cần có đảng cải cách đứng sau hậu thuẫn thì việc thắng Seolun và nhà tài phiệt dễ như trở bàn tay. Sung Suk nghe xong thấy khó hơn lên trời. Nhưng quân sư Do Hee đã dự liệu tất cả, bên này Seolun thất thế nên bị các chính trị gia đang bảo thủ trách mắng. Seolun tức tối vô cùng,
hắn liên tiếp yêu cầu một trận tranh luận trực tiếp với luật sư Dung Súc. Đô Hy ngay khi nhận được tin, lập tức đến gặp giám đốc đài truyền hình đề nghị ứng cử viên Seo-min tham gia cùng. Thấy giám đốc không đồng ý vì đã bị Seo-lon mua chuộc, Đô Hy liền trực tiếp chọc vào điểm yếu của ông ta, chính là các khoản tài trợ mờ ám đã nhận của tập đoàn Unsung. Nghe tới đây, giám đốc chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời, lập tức điện cho cấp dưới mời đại diện Seo-min. Cùng lúc này, nhóm quan hệ công chúng của Đô Hy bí mật chụp ảnh đại diện Seo-min. Bà ta thường xuyên lui tới các câu lạc bộ cao cấp, hơn nữa lại rất hay mua hàng xa xỉ. Và quan trọng nhất, bà ta đã hơn 50 tuổi mà không có một nếp nhăn nào. Đô Hy nhìn thấu bí mật của bà ta ngay lập tức. Cô biết có một viện thẩm mỹ tốn hàng triệu đô la mỗi liệu trình, quả nhiên đã chụp được ảnh bà ta đến đây. Không ngờ lúc này có một chuyển biến lớn, phía Seo-lon bất ngờ có được một quân sư tuyệt đỉnh thông minh. Ông ta lập tức yêu cầu Seo-lon rút khỏi cuộc tranh luận ba người, hãy cứ để ruồi muỗi đánh nhau trâu bò hưởng lợi. Biết quân sư cực giỏi, Seo-lon liền đồng ý nghe lời. Hóa ra quân sư này đã từng giúp đỡ tranh cử cho hai đời tổng thống. Chủ tịch Tài Phiệt đã đặc biệt bỏ ra 2.000 tỷ để thuê ông ta. Bên này đã chuẩn bị cho việc lên chương trình. Đô Hy thực hiện một sự biến đổi toàn diện phong cách của luật sư Dung Súc, thay đổi cô từ quê mùa một cục trở nên oai phong. Ít nhất phong thái cũng phải thật giống một người lãnh đạo. Báo chí đưa tin Seo-lon rút khỏi chương trình đối chất. Đô Hy nghe xong liền biết chắc chắn bên kia có quân sư giỏi, xem chừng kỳ phùng địch thủ của họ đã xuất hiện rồi. Hơn nữa bây giờ họ buộc phải đối chất với người dày dặn kinh nghiệm như đại diện Seo-min. Tuy nhiên Đô Hy đã nghĩ ra kế sách đối phó. Cô trực tiếp đến thương lượng với nữ tài phiệt đứng sau đại diện Seo, nói rằng tôi dự đoán đại diện Seo sớm muộn cũng sẽ phá bỏ tòa nhà máy hóa chất của bà. Điều này thật sự đã thu hút sự chú ý của bà Kim. Bà Kim lập tức đi gặp đại diện Seo mà mình tài trợ, ngụ ý nói nếu đắc cử sẽ không phá bỏ nhà máy hóa chất của bà chứ. Đại diện Seo vì quá bất ngờ nên ăn nói vụng về. Điều này quả nhiên đã chọc giận bà Kim nhiều lắm. Trong suốt những ngày chờ tranh luận, Đô Hy chỉnh sửa cho luật sư từng câu từng chữ, ngay cả ngôn ngữ cơ thể cũng được chăm chút từng phần. Cứ như vậy hai người tập luyện cực kỳ chăm chỉ, rất nhanh đã đến ngày tranh luận. Phía đại diện Seo đột nhiên nhận được báo cáo từ cấp dưới của mình, trên mạng đang tràn ngập video so sánh giữa bà và luật sư Dung Súc. Một bên là người đấu tranh cho người dân, còn một bên suốt ngày ăn chơi sa đọa. Đại diện Seo hoảng hồn mất hết tinh thần, sau đó cả hai bước vào tranh luận trên sóng trực tiếp. Lúc mới đầu đại diện Seo thể hiện sự vượt trội nhờ tài hùng biện, khiến Dung Súc yếu thế phải nhìn sang Đô Hy. Dung Súc hiểu chuyện lập tức chuyển chủ đề sang nhà máy hóa chất. Đây là một cái bẫy cực hiểm mà Đô Hy đã vạch ra. Bởi nếu Seo-min nói không đóng cửa nhà máy hóa chất sẽ mất đi sự ủng hộ của quần chúng, còn nếu chọn đóng cửa nó thì sẽ làm tổn hại tới nhà tài trợ là bà Kim. Đại diện Seo khôn khéo nói giảm nói tránh, nhưng Dung Súc liền gắt gỏng lên, cô xem hàng triệu người đang chờ cô nói kìa. Cuối cùng Dung Súc thành công ép đại diện Seo phải nói đóng cửa nhà máy hóa chất. Kết quả này được lòng dân nhưng lại mất lòng nhà tài trợ. Bà Kim cực kỳ tức giận khi xem điều này, nhưng Đô Hy vẫn còn một độc chiêu nữa. Cô mời đến đài truyền hình một thanh niên đẹp trai. Khi hai ứng cử viên còn đang trả lời câu hỏi, bất ngờ tình nhân trẻ của đại diện Seo đứng lên muốn hỏi vài câu. Đại diện Seo hoảng quá không nói nên lời. Bà sợ chàng trai kia sẽ kể chuyện tình bí mật của họ trước công chúng. Thấy thân chủ quá choáng váng, quân sư đành xin nghỉ một lát. Seo-min vào trong phòng tức giận đến ỉa ra quần. Phía Đô Hy bên này cũng bày ra chiến thuật mới. Cô nói với luật sư rằng mình sẽ có người hỏi câu hỏi, còn bản thân luật sư phải nói thật gay gắt vào. Bước vào phòng tranh luận cuối, quả nhiên một khán giả của Đô Hy đứng lên hỏi, hai người có nên hợp nhất là một để gộp các cử tri ủng hộ cho một người chiến thắng duy nhất. Lợi dụng câu hỏi này, Dung Súc lập tức tuyên bố đồng ý hợp nhất với đại diện Seo làm một đội, ai chiến thắng sẽ lấy được hết phiếu bầu của người kia. Đương nhiên đại diện Seo không đồng ý. Bộ nói muốn vào đảng cải cách là được hay sao, còn phải trải qua bao nhiêu quy trình xét duyệt mới được vào. Nghe đến đây Dung Súc đứng dậy tháo phăng nịt bụng, cô thật sự bùng nổ thật rồi, làn ơn dẹp hết mấy quy trình rườm rà phức tạp được không. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì một Seoul phát triển. Tôi sẵn sàng phá bỏ mọi thủ tục dườm rà vì người dân Seoul. Nghe đến đây khán giả lập tức reo hò, vậy là Dung Súc đã chiến thắng cuộc tranh luận. Kế hoạch chiếm cử tri của đảng cải cách thành công mỹ mãn. Mọi người cùng nhau tận hưởng chiến thắng tạm thời này. Phía quân sư tóc bạc cùng Seo-lon xem thấy tin tức, cũng biết đội nhóm của Dung Súc không phải dạng vừa. Quân sư liền bày ra một kế hoạch vô cùng táo bạo. Seo-lon sau đó họp báo lập quỹ từ thiện nhà xanh. Khi các phóng viên chụp hình hai vợ chồng thì cô vợ bất ngờ bỏ về. Đợi khi phóng viên phỏng vấn, cô vợ khóc lóc giả vờ như mình đã bị ung thư rồi. Chồng tôi vốn không muốn tranh cử để chăm sóc tôi, nhưng tôi thấy thật đáng thương cho hình tượng người phụ nữ. Tôi muốn chồng mình cố gắng để giúp đỡ mọi phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn, cho nên tôi mới động viên anh ấy tranh cử thị trưởng. Hai vợ chồng đều cáng diễn một vở kịch hoàn hảo trước mặt phóng viên. Tất cả theo đúng ý của quân sư tóc bạc, nụ hôn lãng mạn trở thành đề tài hot. Tỷ lệ ủng hộ của Seo-lon cũng vọt lên đứng đầu. Luật sư Dung Súc sau thắng cuộc tranh luận giờ đứng thứ hai. Thành viên đảng cải cách cực kỳ tức giận vì điều này. Họ ra sức trách mắng đại diện Seo-min bất cẩn, kết quả khiến nội bộ đảng cực kỳ rối ren. Lợi dụng điều này, Đô Hy đến gặp quân sư của Seo-min đề nghị cho luật sư Dung Súc vào đảng cải cách. Cô hứa sẽ giữ bí mật về chuyện ngoại tình của đại diện Seo.
quân sư hết cách đành phải khuyên đại diện Seo đồng ý. Thế là hôm sau Sung Suk được chấp nhận vào đảng cải cách. Họ bắt tay để cùng chạy đua trở thành ứng viên duy nhất của đảng. Vậy là mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của Do-hee. Đại diện Seo Min ngày càng thất thế. Hết cách cô chỉ đành đến gặp xin chủ tịch Kim giúp đỡ. Thấy bà tài phiệt đã phật lòng sau lần dọa đóng cửa nhà máy hóa chất. Seo Min vứt bỏ nhân phẩm quỳ gối cầu xin. Nhưng người có tiền họ đâu dễ bị lừa. Chủ tịch Kim không giúp đỡ mặc kệ đại diện Seo phải tự lực cánh sinh. Seo Min lúc này bắt đầu thể hiện bộ mặt bị ổi, ra lệnh cho quân sư tìm mọi cách hạ gục Do-hee bằng được. Quay lại phía luật sư Sung Suk, bởi vì dự án xây dựng lại khu chợ của Seoul đột ngột dừng lại, người dân oán hận luật sư Sung Suk vì dám đối đầu với tập đoàn. Họ chửi bới thậm chí xịt nước cả vào luật sư, mà không biết rằng đây là cái bẫy mà đám tài phiệt giăng ra cho họ. Mặc cho người dân ném rau ném củ, Sung Suk vẫn hết mực cúi đầu mong người dân sáng suốt hơn. Đương nhiên quân su tóc bạc rất vui khi thấy cảnh đó. Phía Do-hee lúc này phát hiện ra một bí mật động trời của tập đoàn, đó chính là công ty bí ẩn Lia chuyên thâu tóm các khu đất kim cương. Phía bà tài phiệt lúc này đang tổ chức lễ công bố một dự án cực lớn. Họ muốn xây dựng một trung tâm thương mại trên khu chợ trung tâm Seoul, hứa sẽ cấp cửa hàng miễn thuế cho người dân chấp nhận giải phóng mặt bằng. Seoul tranh thủ cơ hội đó vận động mọi người. Người dân ngây thơ một lần nữa tin theo, mà không biết rằng nhường đất xong họ sẽ mất tất cả. Do-hee dẫn một phóng viên đến đó quan sát. Đương nhiên không thể để chuyện này xảy ra. Phóng viên vạch trần các dự án trước đó của tập đoàn, phơi bày sự thật về công ty Malia trước công chúng, lợi dụng quan hệ chính phủ để chiếm các khu quy hoạch dân cư. Thấy mọi chuyện bại lộ, chủ tịch yêu cầu cục trưởng tổ chức họp báo chứng nhận cho công ty Lia, đồng thời tuyên bố không được gián đoạn dự án xây dựng trung tâm thương mại. Nếu không, vợ con ông ta ở nước ngoài sẽ không toàn thây. Cục trưởng bị đe dọa sợ hãi cúi đầu đồng ý. Ai ngờ bà chủ tịch lại ví ông ta với con chó bà ta nuôi, khiến ông này tự ái vô cùng. Hôm sau ông ta tổ chức họp báo để cấp phép cho công ty Lia. Phía cả nhà tài phiệt ung dung ở nhà cười sặc sặc theo dõi họp báo. Sau việc này, quỹ đất mà họ thâu tóm được sẽ tăng lên nhiều. Nhưng đến khi cuộc họp báo diễn ra, cục trưởng bất ngờ công bố ngược lại ý bà chủ tịch. Chính quyền Seoul sẽ điều tra công ty Lia, ngoài ra sẽ tạm dừng mọi dự án xây dựng của tập đoàn tài phiệt Ung Dung, khiến bà tài phiệt cùng gia đình vô cùng bất ngờ. Hóa ra trước cuộc họp báo 10 phút, Do-hee đã gặp cục trưởng. Do-hee đã gắn camera kín ở nhà chủ tịch để quay lại cuộc gặp giữa hai người, dọa thị trường phải đưa ra tuyên bố theo bản thảo mà mình cung cấp. Nếu không, cô sẽ gửi ảnh cho các phóng viên. Kết quả sau vụ bê bối phải dừng các dự án, cấp dưới báo cáo tập đoàn thiệt hại hàng chục tỷ won mỗi ngày. Hơn nữa, họ đang lấy tiền từ quỹ hưu trí để xây dựng dự án. Nếu bị điều tra thì coi như là toi đời. Tập đoàn gần như sụp đổ khiến bà chủ tịch tức lắm. Bà ta cùng đám vệ sĩ trực tiếp tới gặp Do-hee, đe dọa Do-hee hãy dừng cuộc chiến này lại, nếu không sau này những chuyện khủng khiếp nhất sẽ xảy đến. Mặc cho bà chủ tịch tàn ác đe dọa, Do-hee vẫn can đảm từ chối không cần suy nghĩ gì. Bà chủ tịch vốn đứng đầu thiên hạ bị giáng một đòn đau đớn. Sau khi trở về liền bảo quân sư tóc bạc ra tay, Do-hee phải biến mất. Quân sư lập tức bày ra một kế hoạch cực kỳ man dợ. Trước tiên gặp đại diện Seo Min, người đang rất cay cú vì nhóm Do-hee. Người ta nói kẻ thù của kẻ thù sẽ là bạn. Vì vậy tóc bạc đề nghị hai người hợp tác để tiêu diệt nhóm Do-hee trước. Seo Min ngây thơ lập tức tin theo, mặc cho quân sư ngăn cản bà ta vẫn cứ làm. Sau khi đạt được sự hợp tác, tóc bạc liền nhận được rất nhiều tài liệu về Sung Suk mà đại diện Seo gửi cho, trong đó có một khoản thanh toán cho bữa tối thịt bò. Mặc dù số tiền nho nhỏ, nhưng chỉ cần làm đúng cách Sung Suk có thể mãi mãi không ngóc đầu lên được. Đặt tiêu đề thành lợi dụng tiền của nhân dân để ăn thịt bò, biển thủ tiền sau đó tụ tập ăn chơi, và dưới mỗi bài đăng hãy nhớ để chữ Đại Hàn Dân Quốc, xuất phát từ lòng yêu nước mọi người sẽ phải dậy sóng. Hôm sau các cáo buộc này đã tràn ngập truyền hình, phóng viên ồ ạt đến nhà khiến Sung Suk hoảng loạn. Do-hee vội vàng yêu cầu giữ im lặng để cô ấy xử lý. Em trai nghe lời bắt Sung Suk im lặng không được nói gì. Lúc này đại diện Seo tiếp tục tung đòn chí mạng, bà ta đến sở cảnh sát. Trước truyền thông bà nói sẽ cung cấp bằng chứng tham ô của Sung Suk. Do-hee đang trên đường tới để ngăn bà ta lại thì bất ngờ bệnh viện báo bố cô đã mất tích rồi. Do-hee hoảng loạn chỉ còn cách chạy đến bệnh viện trước. Cùng lúc đó đám người đưa bố của Do-hee đến một cánh đồng. Hóa ra tất cả đều là âm mưu thâm hiểm của quân sư tóc bạc. Mục đích nhằm kéo dài thời gian của Do-hee, khiến đội của Sung Suk rối lên vì không có quân sư chủ chốt. Quả nhiên khi đến bệnh viện, Do-hee tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy bố mình đâu cả. Không may bố Do-hee vì chứng mất trí nhớ, ông đã tự mình đi bộ trên đường cao tốc. Kết quả bị một chiếc xe húc văng đi cực kỳ nghiêm trọng. Do-hee nhận được thông báo tức tốc đến bệnh viện thì đã muộn rồi. Vụ tai nạn quá nghiêm trọng, ông không qua khỏi. Do-hee gục ngã đau khổ đến tột cùng. Cô rơi vào nỗi buồn vô tận không thể nào diễn tả được hết. Phải nói rằng nỗi đau mất người thân lớn đến thấu trời. Phía bà chủ tịch tài phiệt vẻ mặt lạnh tanh, ra lệnh quân sư mang vòng hoa dạ lan hương đến viếng. Tại đám tang của bố Do-hee, quân sư tóc bạc mang vòng hoa đến viếng. Do-hee ban đầu không biết ông ta là ai, thậm chí còn cúi đầu cảm ơn người này. Khi ông ta về rồi, Do-hee mới bước tới xem vòng hoa. Mùi hương trên nó khiến cô giật mình, nó đúng như lời đe dọa của bà tài phiệt lúc trước.
Lợi dụng lúc Do Hee đang bận làm đám tang cho bố, đại diện Seo Min tung ra một chiêu hiểm độc vô cùng. Bà ta tìm đến người bạn thân của Sung Suk là Tae Hee, cũng là người quản lý quỹ tranh cử của Sung Suk. Đại diện Seo đưa ra bằng chứng Tae Hee đã biển thủ quỹ 4 triệu won. Tae Hee vốn dĩ làm vậy vì để đóng họp cho con nhưng bị Seo Min phát hiện. Lợi dụng điều này, bà ta yêu cầu Tae Hee phản bội Sung Suk. Nếu không tội này lộ ra, cả đời hai mẹ con Tae Hee cũng không ngóc được đầu. Tae Hee vì cứu con quyết định phản bội. Theo chỉ thị Seo Min, họ tổ chức họp báo. Trước mặt phóng viên, Tae Hee đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Sung Suk, tố cáo Sung Suk biển thủ 4 triệu tiền công quỹ để ăn chơi tiêu xài. Luật sư Sung Suk đau đớn phát hiện người bạn thân phản bội. Nhưng với đầy lòng nhân từ, cô cho rằng chắc là bạn mình bị ép buộc mà thôi. Sau cáo buộc vừa rồi, chồng và gia đình Sung Suk bị ám hại. Họ liên tục xì sơn chửi bới khắp nơi. Người biểu tình cũng làm loạn, dẫm đạp và chửi bới hình ảnh của ứng cử viên Sung Suk. Sung Suk lúc này áp lực vô cùng. Cô tới gặp người bạn nhưng bị người của đại diện Seo chặn lại. Chúng nhốt Tae Hee bên trong không cho họ gặp nhau. Thế là Sung Suk cứ quỳ xuống hát bài ca cùng đoàn. Đó là bài hát hai người bạn thân hát suốt trong những ngày đấu tranh cùng nhau. Lời bài đó làm Tae Hee lay động, nhưng vì con trai cô vẫn không dám ra ngoài. Đến nửa đêm, phụ tá đành kéo Sung Suk đi về, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc mà một mình chờ đợi người bạn trong giá lạnh đến gần sáng. Tae Hee gặp Sung Suk vì quá xấu hổ mà vùng lên như con gà đạp mái. Luật sư Sung Suk đau lòng nhìn người bạn, cô vẫn lo lắng không biết bạn mình có lạnh hay không. Thấy vậy, người bạn không nhịn được nữa, ôm chầm lấy Sung Suk. Số tiền đó là do tớ đã lấy vì nộp học phí cho con trai, là tớ đã phản bội cậu, bây giờ phải làm sao đây hả? Vì không có quân sư, Sung Suk cũng không biết làm gì, chỉ biết ôm lấy người bạn của mình rồi khóc. 3 ngày sau, đám tang của bố đã xong, Do Hee quay lại làm việc. Tỷ lệ ủng hộ của Sung Suk giờ đã tụt thảm hại. Bên này bất ngờ đại diện Seo nhận được tin Tae Hee tự kết liễu không chết. Nhưng thay vì cảm thấy tội lỗi, bà ta lại muốn lợi dụng chuyện này để vu khống luật sư Sung Suk. Chuyện mà Tae Hee tự kết liễu, họ sẽ loan tin do luật sư Sung Suk đe dọa. Quân sư của đại diện Seo cũng không ngờ bà ta lại ác nhân như thế. Đại diện Seo Min tin rằng để chiến thắng bầu cử thì bất kể bao nhiêu người chết cũng đáng. Bà ta ra lệnh mò đến viện giết Tae Hee để đổ tội cho Sung Suk, mà không để ý thấy vẻ mặt thất vọng của quân sư. Sung Suk nghe tin bạn thân tự kết liễu vội đến bệnh viện, nhìn người bạn thân đang nằm yếu ớt trên giường, trái tim Sung Suk thật sự tan nát. Bà khóc lóc nói thả bỏ cuộc đua tranh cử còn hơn. Không ngờ rằng Do Hee cũng có suy nghĩ như vậy. Do Hee chủ động nói chúng ta hãy dừng cuộc tranh cử lại thôi. Chính trị nó khắc nghiệt hơn chúng ta tưởng tượng. Luật sư Sung Suk nghe vậy cũng đồng ý bỏ cuộc. Tôi không muốn vì tranh cử mà hủy hoại cuộc sống của người khác nữa. Tất cả đội ngũ hỗ trợ được cho nghỉ việc. Ngay sau đó, Sung Suk tổ chức họp báo để tuyên bố rút lui khỏi cuộc bầu cử. Nhưng vào thời khắc mấu chốt trước khi cô nói bỏ cuộc, bất ngờ một người cắm USB vào loa phát thanh phát đoạn ghi âm. Chính đoạn ghi âm giữa đại diện Seo và quân sư của mình, trong đó có lời nói ra lệnh giết Tae Min và đổ hết tội lên đầu Sung Suk. Tất cả mọi người ở cuộc họp báo bàng hoàng khi nghe điều này. Sung Suk biết nếu mình dừng lại sẽ càng nhiều người phải chết. Bây giờ cô đã tìm ra ý nghĩa thực sự của việc tiếp tục. Sung Suk lập tức quay lại trước bục phát biểu. Từ toàn thể nhân dân, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, thì Sung Suk tôi cũng sẽ không bao giờ rút lui nữa. Tôi xin hứa tôi sẽ chiến đấu tới cùng. Tôi thề sẽ mang lại công bằng cho người dân Seoul bằng được. Do Hee không thể ngờ được là người tung đoạn ghi âm này là quân sư của đại diện Seo. Hóa ra anh ấy và Do Hee là vợ chồng cũ, quân sư vừa giỏi lại vừa có tình người. Anh không thể nhắm mắt làm ngơ để cho đại diện Seo hại chết người khác. Cuối cùng đại diện Seo bị kết tội hình sự và mất tư cách tranh cử. Con mụ già ác giả đã bị ác báo. Luật sư Sung Suk được tiếp quản các nguồn lực do đại diện Seo để lại, trở thành đại diện của đảng cải cách và chính thức có đủ tư cách để đối đầu với Solon. Càng ngày cuộc đua chức thị trường càng trở nên gay cấn. Phía Solon và quân sư bắt đầu bàn cách hạ Do Hee, đồng thời phía Do Hee và luật sư Sung Suk cũng tìm mọi cách để hạ gục hắn. Do Hee rất nhanh đã lần ra một người quan trọng. Các bảo mẫu đang chăm sóc các con của Solon là người Mỹ được đưa về bất hợp pháp. Vì nhà Solon muốn con họ chỉ biết nói tiếng Anh, dưới sự thúc đẩy của Do Hee, người bảo mẫu kia đã về phe của họ. Tin tức về việc Solon thuê bảo mẫu nước ngoài bất hợp pháp nhanh chóng lên truyền hình. Người bảo mẫu còn tung video nói sự thật về cảnh sống trong nhà họ, kết quả khiến cư dân mạng nổi sóng ầm ầm. Nhờ vậy, tỷ lệ ủng hộ của luật sư Sung Suk đã tăng vọt lên dẫn đầu danh sách. Solon xem tin tức thì cay cú lắm. Nhưng quân sư tóc bạc đâu phải dạng vừa, lời hứa cho dân nghèo trở nên giàu có sẽ xoa dịu họ. Thế là Solon tổ chức một cuộc vận động. Anh ta tuyên bố rằng kho bạc của tập đoàn Usung sẽ mở cửa cho tất cả mọi người. Họ sẽ tăng việc làm để mọi người đều có xe hơi và nhà ở. Tất nhiên đây chỉ là lời hứa suông để tăng ủng hộ của người dân. Nhà tài trợ giả tạo đỉnh cao. Hắn hùng hổ tuyên bố y như là thật khiến dân nghèo vui mừng. Bất ngờ trong lúc diễn thuyết, Solon bị một kẻ tấn công. Anh ta bật đầy máu được bảo vệ đưa vào an toàn. Kẻ tấn công cũng bị bắt ngay tại chỗ. Tin tức này ngay lập tức chấn động dư luận. Hơn nữa trong quá trình điều tra, phóng viên phát hiện ngôi nhà của kẻ tấn công dán đầy áp phích của luật sư Sung Suk. Không ai có thể nghĩ rằng tất cả những điều này đều do quân sư tóc bạc đạo diễn. Kẻ tấn công kia đã từng có tiền án và bị ngồi tù 3 năm. Tất cả những bức ảnh hắn chụp cùng luật sư đều là cắt ghép.
Tiêu đề hãy viết thế này cho tôi: trộm cắp, cưỡng bức dùng Mai Thúy. Tất cả những người phạm tội đều ủng hộ luật sư Sung Súc. Nếu luật sư Sung Súc lên làm thị trưởng thì Seoul sẽ trở thành cái nôi của tội phạm. Ngay lập tức đòn tấn công hèn hạ này khiến bên mình thiệt hại nặng nề. Sơn Luân và đội ngũ của hắn chuyên ngậm máu phun người, ngược lại Sung Súc vẫn dùng lòng nhân từ mà đến thăm hắn. Dù ông là đối thủ thì triết lý của tôi tình người vẫn là trên hết. Ai ngờ lúc này Sơn Luân lộ rõ bộ mặt thật. Các người thật ngây thơ và ngu ngốc quá. Thấy Sơn Luân sẵn sàng hy sinh người khác để làm lợi cho mình, ông đúng là quái vật. Vậy thì tôi sẽ không thể để con ác quỷ như ông được làm thị trưởng Seoul. Phía kẻ quân sư đang ở cùng hắn thuê để tấn công Sơn Luân, bất ngờ Đô Hy cũng xuất hiện nơi này. Cô chửi hắn đã ép bố cô chết giữa đường chợ. Tại sao ông tàn ác như thế? Tại sao ông lại ép chết một ông già vô tội? Không ngờ Sơn Luân mặt lạnh tanh. Mạng người đối với tôi chỉ là tế phẩm. Tất cả chướng ngại chặn đường tôi sẽ tiêu diệt. Kể từ đây, Đô Hy quyết định phải hạ gục kẻ quân sư dã man này. Thằng xuất sinh cứ chờ xem tao sẽ làm gì nhé. Đô Hy lập tức về họp đội nhóm lại. Điểm yếu của Sơn Luân chính là hoang dâm tề tiện. Vậy thì những thư ký bên cạnh hắn ta chắc chắn sẽ có vấn đề. Họ bắt đầu với việc điều tra các người tình của Sơ Lôn. Thật bất ngờ khi hắn có nhiều người tình như vậy. Họ liên lạc và gặp gỡ với những người tình của Sơ Lôn. Nhưng kỳ lạ thay không một ai dám ra làm chứng. Có lẽ tên quân sư kia đã dàn xếp cho họ tất cả. Hoặc đội gián bên mình ta báo tin cho hắn ta. Kết quả kế hoạch đánh vào nhóm người tình thất bại. Không may lúc này tóc bạc ra một chiêu lớn. Hắn tìm đến ứng cử viên có phiếu ủng hộ thấp nhất, thành công mua chuộc hắn ta về phe của mình. Ứng cử viên này công bố rút lui và chuyển hết nhóm ủng hộ sang cho Sơ Lôn. Ngay lập tức việc này khiến tỷ lệ của Sơ Lôn tăng vọt với hơn 51%. Nghĩ là sắp chiến thắng, Sơ Lôn đến thăm mộ bố của mình. Khi anh ta đi, quân sư cũng đến. Hóa ra bố của Sơ Lôn cũng là bị quân sư này ép chết năm xưa. Nhưng bí mật này mãi mãi không ai biết được. Quay lại với kết quả khảo sát khiến nhóm Đô Hy như ngồi trên đống lửa. Hơn nữa tình hình tài chính cho chiến dịch đã cạn kiệt rồi. Khó khăn chồng chất khiến hai người cãi nhau một trận. Đúng lúc này con út nhà tài phiệt tới tìm Đô Hy, nói rằng sẽ tài trợ tiền để chiến dịch tranh cử tiếp tục, bởi cô thấy sợ Sơ Lôn quá thâm độc và nham hiểm. Tôi tin rằng hắn lên thị trường rồi sẽ quay lại cắn gia đình tôi. Đô Hy rất vui mừng nhưng cô chưa đồng ý vội. Về tới nhà, người bạn đột nhiên nói với Đô Hy cô thư ký không phải tự nhảy lầu, mà có thể chính Sơ Lôn đã đẩy cô ấy ngã xuống. Lập tức Đô Hy quay lại công ty để tìm video an ninh trong ngày hôm đó, nhưng bảo vệ nói rằng toàn bộ video giám sát hôm đó đã bị xóa rồi. Nghe tới đây, Đô Hy nghi ngờ nếu đó là cô thư ký tự nhảy thì tại sao lại phải xóa màn hình. Người của Đô Hy bắt đầu điều tra kỹ lưỡng. Rất nhanh họ đã phát hiện ra nhiều vấn đề. Cấp dưới báo tất cả đồ của nạn nhân đều được thư ký Ô lấy đi. Đô Hy lập tức đến nhà thư ký Ô hỏi chuyện. Quả nhiên phát hiện ra rằng đồ của nạn nhân đang nằm trong tay của cô ta. Đô Hy hiểu rằng nó được sử dụng như một quân bài cứu mạng trong trường hợp nhà tài phiệt kia hãm hại cô như cô thư ký trước. Trước khi về, Đô Hy vô tình thấy thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho bà bầu ở đó. Cô nghi ngờ thư ký Ô đang mang thai đứa con của Sơ Lôn. Cùng lúc này, tóc bạc khống chế con trai của một người trong nhóm Đô Hy, dùng tính mạng đứa con ép cô ấy phản bội Đô Hy, tiết lộ mọi kế hoạch nội bộ. Nhờ vậy mà hắn ta biết cách đối phó từ vụ người tình của Sơ Lôn lần trước. Hơn nữa lần này cô gái lại tiết lộ Đô Hy đang điều tra về cái chết của thư ký. Quân sư liền mỉm cười nghĩ ra cách đối phó. Phía Đô Hy cấp dưới mang đến một thẻ nhớ video quan trọng. Họ phát hiện Sơ Lôn đã thường xuyên đến nhà trợ lý Ô vào đêm khuya. Tuy nhiên cô không có ý định phơi bày điều này ngay lập tức, bởi nếu việc mang thai của thư ký Ô bại lộ, rất có thể bọn chúng sẽ thủ tiêu cô ta để diệt khẩu đi. Trước khi lấy được bằng chứng thư ký Ô không thể chết, phía bên này tóc bạc cũng không nhàn rỗi. Hắn ra lệnh cử người gây gổ đánh nhau với con trai của Sung Súc. Quả nhiên cậu con trai đã mắc bẫy mà đánh nhau. Rất nhanh đoạn video quay cảnh con trai Sung Súc đánh đập người khác lan truyền trên Internet. Vì tin tức cậu con trai đánh nhau lan truyền, khiến đảng cải cách chịu áp lực rất lớn để buộc Sung Súc rút lui. Luật sư Sung Súc vội vào cuộc giải quyết và hứa sẽ bồi thường bằng bất cứ giá nào, miễn là nhà họ không kiện. Đương nhiên đối phương là người của Sơ Lôn đâu thể đồng ý. Tóc bạc rất hài lòng với chiêu gắp lửa bỏ tay người. Hắn nói rằng đã đến lúc đẩy sự việc cao trào hơn nữa. Trong nháy mắt, bố mẹ nạn nhân tổ chức họp báo. Họ khóc lóc nói rằng luật sư Sung Súc đã dùng quyền lực để ép buộc họ giải hòa. Mưu hèn kế bẩn của Sơ Lôn càng ngày càng mạnh. Hắn cho đăng báo cảnh sát đã trở thành công cụ bảo vệ Sung Súc. Kết quả cục trưởng được tin hết sức tức giận. Cục trưởng cục cảnh sát vì không muốn bị vu khống, cuối cùng bị tóc bạc thuyết phục nghe theo ông ta, đổi việc con trai Sung Súc tội đánh người sang tội giết người không thành. Sung Súc hoảng loạn khi bị cảnh sát chơi đều, nhưng thật sự gia đình họ cũng bất lực trước đám công quyền. Cô chỉ biết cố gắng chụp đầu con không cho đám phóng viên lấy ảnh để đăng tin giả. Phía Đô Hy đi cầu cứu khắp nơi, bất ngờ thấy thư ký Ô cũng gặp quan chức để đẩy nhanh tiến độ xét xử vụ án. Thư ký Ô lôi cả đứa trẻ vào cuộc đấu tranh chính trị khủng khiếp. Tôi đã sắp xếp để cậu ta lãnh án bóc lịch suốt đời. Chỉ còn 12 tiếng nữa là đến phiên xét xử rồi đấy. Sự dã man của thư ký Ô chọc giận Đô Hy đến đỉnh điểm. Cô lập tức ra lệnh cấp dưới của mình chuẩn bị vạch trần việc Sơ Lôn ngoại tình với trợ lý của anh ta. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Cùng lúc này vụ bạo hành cũng có tiến triển mới. Hóa ra bọn Sơ Lôn ghép hình ảnh của Sung Súc vào người mẫu rồi đăng lên mạng xã hội.
khi họ đăng nhập vào Facebook của cậu con trai. Con trai cô mỗi ngày có hơn 100 đứa trẻ vào chửi mắng. Bên dưới toàn là hình ảnh xung xúc bị cắt ghép. Có thể hình dung cậu bé đã phải chịu đựng áp lực kinh khủng thế nào. Lúc này bất ngờ quân sư là chồng cũ của Dohi cũng tới trợ giúp. Qua điều tra, anh ta phát hiện được 100 Facebook chửi mắng con trai xung xúc mỗi ngày đều đến từ một địa chỉ IP. Vậy thì chắc chắn đây cũng là chiêu trò của Solon và Tóc Bạc. Nghe đến đây, người mẹ xung xúc phát cùng. Tại sao chúng lại hại con tôi chỉ vì tranh cử? Ngày mai là ngày ra hầu tòa xét xử. Luật sư xung xúc đến tại trạm giam để thăm con trai. Cách duy nhất để cứu con trai bây giờ là từ bỏ cuộc bầu cử. Nhưng không ngờ con trai động viên mẹ đừng bỏ cuộc, miễn là mẹ thắng cuộc bầu cử, chiến thắng bọn cặn bã đó, thì rất nhiều người bị hại như con có thể được cứu trở về. Cùng lúc đó lại xảy ra biến cố. Bà Tài Việt đã định ngày khai trương trung tâm thương mại. Công việc kinh doanh vốn đã giao cho con gái cả Tóc Xoăn. Bất ngờ con gái út vợ của Solon xuất hiện làm gián đoạn. Đang nghe xin mẹ giao toàn quyền trung tâm thương mại cho mình, cô sẵn sàng giúp chồng tranh cử thị trường vô điều kiện. Nếu không cô sẽ vạch trần sự thật chồng cô có vô số đứa con hoang. Người mẹ gọi con gái Tóc Xoăn vào phòng riêng vì không muốn hỏng chuyện. Bà mẹ chấp nhận trao toàn quyền trung tâm thương mại cho cô ta. Mặc dù biết Đăng He là đứa con rơi của người chồng quá cố, nhưng bà Tài Việt lại thấy cô ta tài giỏi và man dợ y như bản thân mình. Cô con gái lớn chuẩn bị được nhận chức lại bị kéo xuống. Lúc này cô mới biết mình chỉ là công cụ của mẹ mà thôi. Dohi bằng cách nào đó nắm được chuyện này, cô lập tức đến gặp cô con gái cả xin 20 tỷ won. Chỉ cần luật sư xung xúc đắc cử thị trường, Dohi sẽ giúp cô trở thành chủ tịch tập đoàn. Con gái cả bị dồn vào đường cùng, hết cách chỉ đành đồng ý. Dohi tiếp tục tìm đến thanh niên bị đánh, đồng thời lấy ra điện thoại có bằng chứng những lời nói dối của cậu ta. Dohi nói rằng nếu cậu không rút đơn kiện, tôi sẽ bám chặt lấy cậu như keo con chó. Tôi sẽ vạch trần mọi hành vi của cậu đến hết cuộc đời. Kể cả sau này cậu có con cháu, tôi cũng sẽ bám chặt lấy chúng, khiến cậu thanh niên sợ hãi đến ỉa ra quần. Lập tức khai ra toàn bộ sự thật. Gia đình kia cũng rút đơn kiện đồng ý hòa giải. Tiếp theo, Dohi tìm đến một nhà giáo dục cũng là ứng cử viên. Cô đưa ra toàn bộ bằng chứng ông ta phạm tội, bao gồm tình nhân và nhận hối lộ 2 tỷ của bên Solon. Cả đời này ông sẽ ngồi tù nếu chúng được tiết lộ. Dohi đưa cho ông ta toàn bộ 20 tỷ won vừa kiếm được, gấp đúng 10 lần mà bọn Solon đã đưa cho ông. Nhà giáo dục lập tức mở mắt trước số tiền lớn này. Dohi nhờ ông ta tiết lộ sự thật đằng sau vụ bạo lực trên truyền thông, dùng đứa trẻ vô tội để thắng cử là một tội ác. Vì vậy tôi quyết định dùng toàn bộ sức mạnh và tất cả các cử tri của mình dốc lòng ủng hộ hết sức cho ứng cử viên xung xúc. Tin tức này quả nhiên khiến Solon giật hết cả mình. Đúng lúc này xung xúc xuất hiện phát biểu, nói ra hết nỗi lòng của một người mẹ có con bị hãm hại. Cuộc họp báo thành công mỹ mãn, tỷ lệ ủng hộ trong dân lập tức được tăng trở lại. Dohi thấy vậy ra lệnh tung chiêu tiếp theo. Chỉ 3 ngày trước cuộc tổng tuyển cử, các nhà đài lớn bất ngờ phanh phui việc ngoại tình giữa Solon và thư ký Oh, cộng thêm tin đồn trợ lý đã mang thai đứa con ngoài giá thú. Nhóm Solon nhận ra rằng tin tức đã lan truyền một cách chóng mặt. Tóc Bạc tức giận đến ỉa ra quần. Hắn ra lệnh phải dập tắt tin đồn và báo chí bằng mọi giá. Đương nhiên Dohi đâu dễ để chuyện này xảy ra. Các nước đi đều được cô tính toán cẩn thận. Nhờ có tiền tài trợ lớn từ con gái cả của bà Tài Việt, Dohi liên tục tăng gấp 3 các cuộc vận động lớn, tăng gấp 100 lần áp phích vận động tranh cử, ra lệnh phủ kín mọi tòa nhà ở Seoul bằng hình ảnh của Sung Suk. Nhận thấy gió đã đảo chiều, ban lãnh đạo đảng cải cách cũng ra sức vận động giúp Sung Suk. Rất nhanh tỷ lệ ủng hộ Sung Suk đã vượt qua Solon. Solon một lần nữa tức đến đái ra quần, bắt đầu tức giận quay sang quát mắng quân sư Tóc Bạc. Nhưng quả nhiên vị quân sư này cực kỳ bản lĩnh, hắn bày ra một kế giúp Solon lật ngược thế cờ. Solon lập tức xuất hiện trước mặt trợ lý, hắn giả vờ ân cần chào đón cô. Trợ lý Oh hoài nghi vì cô quá hiểu bản chất của người đàn ông này, nhưng Solon tiếp tục chơi trò ân cần nấm áp, hứa sẽ cho cô một danh phận đàng hoàng, đồng thời mua đồ em bé cho cô. Điều đó khiến trợ lý Oh một lòng mà tin tưởng hắn. Vì vậy cô đã đồng ý họp báo tố cáo Dohi bịa đặt tin giả, đang nghe còn giới thiệu một người đóng giả làm bạn trai mình. Họ diễn xuất vô cùng xuất sắc. Cứ tưởng rằng như vậy sẽ dắt mũi được cánh truyền thông, ai ngờ khi Đăng He còn đang diễn trước ống kính, Dohi bất ngờ tung ảnh lên mạng, hình ảnh Solon đến nhà trợ lý Đăng He vào đêm khuya. Hai người giật mình trước bài báo này, trước các câu hỏi của anh nhà báo, thư ký Oh không chịu nổi cú đả kích trực tiếp tiếp niệm tại chỗ. Solon lúc này nghĩ ra một kế độc ác vô cùng, hắn muốn giết trợ lý và đứa con trong bụng đổ lỗi cho luật sư xung xúc. Quân sư Tóc Bạc cũng rất đồng ý với kế hoạch này, còn Solon thì cười lớn lên với vẻ mặt cực đều. Hắn ra ngoài công bố chia 50% cổ phần của tập đoàn cho toàn bộ người dân Seoul, khiến người dân Seoul tưởng thật vui như mở cờ trong bụng. Như vậy cứu được lại tỷ lệ ủng hộ lên cao. Nhưng bà chủ tịch Tài Việt cực kỳ tức giận khi biết tin này. Mày có biết bao nhiêu quan chức lớn có cổ phần trong đó không? Mau rút lại ngay nếu không muốn chết. Còn không rút lại đâu. Mẹ muốn sống thì mau về nhà chui vào cũi chó. Bà chủ tịch điên tiết tát nhưng bị hắn bật lại. Chú chó Solon chính thức đã quay lại cắn chủ rồi. Chỉ khi tao trở thành thị trưởng thì bà và đám con gái ngu ngốc của bà mới có thể sống tiếp. Solon căng mặt lên quát chủ tịch như con, sau đó hắn rời đi để lại sự thất vọng cho ba người.
Con gái cả lập tức đến gặp Do-hi, nói rằng chó đã chính thức phản bội chủ. Cô cầu xin Do-hi bằng mọi giá đừng để hắn làm thị trưởng thành phố. Do-hi nói rằng hắn đã điên tới mức dám phản bà Tài Việt. E rằng giờ này không có gì mà hắn không dám làm, rất có thể trợ lý Ô sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Quả nhiên bên này Seo-lon đã sai một người đột nhập vào nhà trợ lý, tạo bằng chứng để chuẩn bị cho một vụ tự sát giả, bao gồm đặt một chiếc xe cũ và một phòng trọ ở nơi Do-hi thường lui tới. Còn tóc bạc thì đã chuẩn bị bức thư tuyệt mệnh đẫm lệ rồi. Bước cuối cùng chính là sát hại nữ thư ký. Seo-lon nham hiểm đích thân nhờ vợ mình giúp, vừa đạt được mục đích lại vừa nắm được cái thóp của nhà vợ. Khi thắng cửa rồi, hắn vừa có chức thị trưởng lại vừa chiếm luôn được cả tập đoàn. Cô vợ ngu ngốc vẫn tin theo lời mật ngọt của hắn. Seo-lon hứa thư ký chết rồi, anh chỉ yêu mình em thôi. Thế là con út bà Tài Việt quyết định làm theo lời hắn. Bên này khi thư ký Ô đang nằm ở bệnh viện, con gái út nói rằng chồng tôi sắp giết cô rồi, hãy mau đi theo tôi để tôi bảo vệ cô khỏi tên ác nhân đó. Con gái út còn đưa cả bằng chứng phạm tội của Seo-lon cho thư ký, khiến thư ký Ô buông lỏng cảnh giác đi theo cô ta khỏi bệnh viện. Ai có thể ngờ rằng khi trợ lý vừa lên xe cô ta đã hiện nguyên hình. Bây giờ thì mày xong đời rồi nhá. Thư ký không kịp phản ứng đã bị chiếc xe đưa đi. Tin tức thư ký bị đưa đi cũng được lan truyền. Nhìn thấy cảnh tượng bất thường như vậy, Do-hi lập tức hiểu rằng đối phương muốn giết trợ lý. Cô vội ra lệnh em trai mau bám thật sát chiếc xe. Bên trong xe chúng thu điện thoại tránh thư ký báo cảnh sát. Thư ký Ô biết sắp chết liều mình lao lên kéo vô lăng, nhưng sức yếu đuối đã bị bọn chúng xiết cho ngất lịm. Còn một tiếng trước buổi tranh luận trực tiếp, tóc bạc dự tính sẽ công bố xác của thư ký và bức thư tuyệt mệnh trên sóng truyền hình. Như vậy thì bên kia sẽ hoàn toàn sụp đổ. Em trai bên này đang theo sát tụi kia, bất ngờ bọn chúng sẽ khỏi cao tốc khiến anh chạy quá đà. Cao tốc không thể đi lùi nên anh mất dấu bọn chúng. Anh vội vàng báo điều này cho chị Do-hi. Do-hi dựa theo lối rẽ cũng đi về hướng cô đoán bọn chúng sẽ tới. Bên này bọn đàn em đưa thư ký Ô sang một xe khác. Chúng đưa cô tới chiếc xe cũ mà chúng đã đặt trên mạng ở nơi hẻo lánh. Lúc này đã đến cuộc tranh luận cuối cùng trực tiếp trên sóng truyền hình. Sơ luôn rất tự tin vì mình nắm chắc phần thắng. Quả nhiên đúng lúc này trên mạng lan truyền bức thư tuyệt mệnh của cô trợ lý Ô. Bức thư cho thấy Sung Súc là người đã ép cô vào chỗ chết. Nhân cơ hội này Sơ luôn tha hồ diễn kịch trong nước mắt. Anh ta tố cáo Sung Súc đã bịa đặt tin tức sai sự thật, sau đó sử dụng bạo lực để ép chết thư ký của mình. Mặc dù tin tức chưa được xác nhận, nhưng nó vẫn có tác động cực lớn đến hình ảnh của Sung Súc trên sóng truyền hình. Để Sung Súc vào tình thế vô cùng khó xử, ngay khi anh ta đầy tham vọng chiến thắng, thì bất ngờ bên này Do-hi đã tìm thấy chiếc xe của thư ký Ô. Đáng tiếc chưa kịp cứu thì đã bị đàn em của Seo-lon đánh ngất. Đúng lúc nguy cấp, em trai cũng kịp thời lao xe tới đây. Em trai cô đánh nhau với tên côn đồ, cuối cùng cũng đưa được thư ký và Do-hi lên xe. Vừa lúc này lại thêm mấy tên đàn em tiến tới. Do-hi chỉ đành lái xe bỏ chạy cứu thư ký trước, còn em trai lại bị bọn này đâm dao vào bụng rồi đẩy xuống sông. Sáng hôm sau, một ngư dân phát hiện ra hiện trường, sau đó cảnh sát cũng tìm được người em trai. Sau nỗ lực cấp cứu, em trai may mắn còn sống. Người em được đưa vào bệnh viện. Thời gian lúc này chỉ còn 24 giờ trước cuộc bầu cử. Tóc bạc ra lệnh dồn mọi nguồn lực để bôi xấu đối thủ. Seo-lon mua chuộc báo đài đưa tin Sung Súc đã bắt trợ lý, kích động quần chúng phát động cuộc tổng tấn công cuối cùng. Khắp thành phố diễn ra biểu tình chống lại Sung Súc. Luật sư vào thế bí không có lựa chọn nào, ngoài việc live stream trực tiếp phát biểu để tạm thời đối phó. Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, trợ lý Ô được Do-hi cứu đã tỉnh lại. Sao bà lại cứu tôi? Sao bà lại cứu kẻ đã nhiều lần hại bà? Tôi không cứu cô mà đang tự cứu mình. Cứu lấy những người dân Seo-un bé nhỏ sắp bị Seo-lon nghiền nát. Chỉ còn một tiếng trước giờ tổng tuyển cử, Seo-lon đang thắng với tỷ lệ áp đảo 70%. Hắn oang oang mồm rộng kêu gào ngoài đường, còn Sung Súc chỉ dám ngồi trong nhà mà phát trực tiếp. Bất ngờ thư ký Ô xuất hiện mở ra một bước ngoặt lớn. Thư ký Ô không chỉ thừa nhận mình gian díu với Seo-lon, cô thừa nhận Seo-lon là cha ruột của đứa trẻ. Không những thế, anh ta vừa cố giết tôi và đứa con. Đến đây Seo-lon hoàn toàn mất đi khả năng chờ mình. Do-hi cũng đã lấy được bằng chứng quan trọng về cái chết của thư ký trước, đó chính là chiếc điện thoại của cô ấy. Hóa ra hôm đó thư ký đã yêu cầu Seo-lon công khai xin lỗi mình, nhưng Seo-lon làm sao có thể xin lỗi một món đồ chơi chứ? Vì vậy hắn đã nhẫn tâm đẩy thư ký xuống lầu, nhưng anh ta đã không ngờ rằng thư ký đã bật ghi âm điện thoại. Nguyên văn cuộc nói chuyện giữa hai đều được ghi lại đầy đủ, trong đó có cả bằng chứng tiếng thét Seo-lon sát hại mình. Seo-lon mất đi cơ hội tranh cử, đồng thời đối mặt tù tội. Hắn tìm đến tóm cổ muốn giết Do-hi. Do-hi lúc này mới tiết lộ sự thật động trời, nói rằng chính quân sư tóc bạc là người đã ép chết bố anh ngày trước. Nghe đến đây Seo-lon đau khổ ngồi thụp xuống, không còn muốn giết Do-hi nữa. Do-hi phút xuống chiếc cúc mà nữ thư ký trước khi chết vẫn cầm của hắn ta. Cuối cùng thì cô cũng đã báo thù thành công mối hận cho cô thư ký. Lát sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra, nhưng chỉ còn một ứng cử viên duy nhất là Sung Súc. Cấp dưới nói Seo-lon bị bắt sẽ khai hết gia tội của nhà Tài Việt. Bà Tài Việt được tin sợ hãi đến ỉa ra quần. Thế là trước khi cảnh sát đến bắt Seo-lon, bà chủ tịch đã ra lệnh cho tóc bạc sát hại hắn. Họ gửi người đến xử lý cái mạng Seo-lon. Giả tạo ra hiện trường giả thường dùng nhất là tự soát vé vì sợ tội. Nhờ vậy bà Tài Việt hoàn toàn tránh được rắc rối.
và ta nghĩ Đô Hy không làm gì được mình. Ngày hôm sau, luật sư Sung Súc được bầu làm thị trưởng. Đô Hy vui mừng không thể nào kể xiết. Cô đã định nói với chồng cũ mình sẽ từ bỏ mối thù. Ai ngờ hôm sau nhận được tin tức về vụ của Sơ Lôn. Đô Hy biết chính là bà Tài Phiệt đã sát hại con rể. Vậy thì mối thù kẻ đã hại bố không thể nào tha. Tại cuộc họp báo ăn mừng thắng cử, Đô Hy thừa nhận mình đã nhận bất hợp pháp 20 tỷ từ tập đoàn Ung Dung. Hóa ra lúc trước Đô Hy nhờ con gái cả chuyển 20 tỷ từ quỹ đen của tập đoàn cho mình. Có thể nói đây chính là khổ nhục kế, dùng đòn hinh si để ôm chết đối thủ là bà Tài Phiệt kia. Bằng cách này, cơ quan công tố dễ dàng điều tra dòng tiền bí mật của chủ tịch Tài Phiệt. Sung Súc vào gặp Đô Hy, cô đã rơi nước mắt vì để quân sư của mình phải hy sinh như vậy. Tuy tôi không phải thị trưởng, nhưng tôi sẽ chấp nhận hy sinh để Seoul được tươi đẹp hơn. Hy vọng rằng thị trưởng sẽ luôn quang minh chính trực. Điều đầu tiên Sung Súc làm sau khi nhận chức là điều tra tập đoàn Ung Dung, khởi xướng các biện pháp trừng phạt đối với cửa hàng miễn thuế của tập đoàn, trực tiếp trước 90% vốn cổ phần trung tâm thương mại thành một doanh nghiệp tư nhân công khai minh bạch. Chủ tịch Tài Phiệt bị tổn thất cực kỳ nặng nề. Lúc gặp riêng Sung Súc, bà ta đe dọa thị trưởng muốn biến Sung Súc trở thành tay sai của mình, nhưng dường như bà ta đã quên rằng Sung Súc chính là nữ hoàng do Đô Hy tạo ra, có thể nói là một con tốt đã được phong hậu. Đô Hy đã để lại cho tôi rất nhiều tài liệu bí mật của tập đoàn. Tôi sẽ thay Đô Hy phá hủy hoàn toàn thế giới của bà. Bà Tài Phiệt tức đến đái ra quần lần nữa. Không ngờ bản thân giỏi như vậy mà vẫn là bại tướng của cấp dưới Đô Hy. Cô con gái lớn sau đó kế thừa vị trí của chủ tịch của tập đoàn, lập tức hòa giải với thị trường Sung Súc. Bà chủ tịch sau đó bị bắt vì tội sát hại con rể. Phía Đô Hy khi ở trong tù, cô thở phào nhẹ nhõm khi xem những tin tức về thị trường Sung Súc. Mọi việc đang diễn ra theo đúng dự liệu của cô. Đúng lúc này lại có người bí ẩn đến gặp. Cô là Hoàng Đô Hy, người đã giúp đỡ thị trường Sung Súc phải không? Xin hãy giúp tôi tranh cử tổng thống. Phần 1 tới đây là kết thúc rồi. Mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo cực kỳ hay nhé. Bye bye!